bôn ca prạc mô ha sa mô kì vì đây bà kênh bà sông chlô sa mát đập hò nê nê nâng bút thiê bí sai bà bút bạc đi ma đọc bí ọng tu bà bông cung khi nhông bà kà rà nà át mạp hiếp phí khâu lan sông mô nô bà chá á đi ca vót bìa mê trái sát khăn ông phùm bù khung thập bánh sọc gom bông xoài khai gom bông thống bòm tiang á cha gà nạ gà mạ ká nâng bút bò rà sát chấm nọ chương vót tiang ọc bạn muốn một tay khi chị ai cả chán và đang bảo rộp thư bọn ca prạ mà hà xa mạ ký vì đây bảo kênh bạc xong xong xa mặt đập hòa nền nế bốt thịa phí sai bảo bốt bạc đầy mạ đập bị ống đảm bây tục chia xong bạc kẻ rụp hòn nông bảo bốt xa xa nà to riêng tử nơi nông rì dạ phê bì chạm cân lòng tử vọt bia mê trây bàn chiêu đầy bùng rì vọt chùm nuôn pram hạt tá chị xa tức có xa xa ní tức xa át chị đây chạm bằng bình tì khlê vọt, có sang play chạm bê tông, riêng chăm xuân lùm ó, bị xe, khăn ông bêl bạch bón, bàn còm bông nâng sang sóng, khlong thuê vọt, bất chế trời ca, thạ bì ca mua chùm nuôn, đàm bay bằng to ca sang sóng nâng ạ phì vọt bằng thaym tiệt. À sài đôi bàn bà kên nâng chùm riêng chun thang lứ, tu bà bằng cung khi nhóm bà kà rà nà át mạp phiếp, dương khi nhóm tiếng ọc nìa, xôm á rõ tà nìa dương nị môn cổ rúp anh chương xâm đạch trung. Bà thê ra nụ thê ra, cực bà ổng, ai ổng đông, lô chùm tiêu, nhiều kê tử dùa, ổng ba sọ ổng ba sẻ ca, tiêu dụa tiêu dì ca, mà hà bố tử xa xe nức bà thâm, tiền khăn nông nâng kreo bà tê, cho ruộng cam vị thị bôn ca bà, mà hà xa mô ký về đây bà kênh bà sáng, chlông xa mặt bà nê nế, nâng bố tử thiêu bì sai, bà bố tử bà đê ma đập bì ổng, nâng cho ruộng, chạp cổ xa bà bôn, tam cầm lăng sạch thiê chạy là riêng riêng khuôn. Cảm vị thi bọn. Ngay sọc bì ca khai phòl côn, chân nam cháu, trái xạ, bốt xạ kỳ ra, bì bọn pram rồi học sập ra muối. Trái nâng ngay tì buôn, khai mị nia chân nam bì bọn một phây bì. Vì liêng mong pram buôn bực, bị thi tê vẹt bẹt lì. Vì liêng mong muối rồi xíl, chụp chung bốt bò rà sát chết ngay, bà rúp bọt nà mẹ xa ca, bè rọt tà nạ trái. Sa ma tiên xa, nì môn bè xong châm ra ơn bè bà rật. Vì liêng mong bí rô xíl, bí thị bánh chốc cô xây má, cầm nót prung bà tôl bọt, kháu mặt thập ở đây dịp hiếp, ai gửi đo mặt đâm xa náy tú, xaom xun, mê bánh chia ca đâm bánh bà tạp bát ca sắc rộng cầm phung thống, nâng cơ rúp anh chơi, miên mặt tệ xâm náy xâm ná, chìa mùi bà chia bốt bò rà sát. Vì liêng mong buôn nghiêch, á rõ tà nia nị môn, bà vẹ chị đẹp bà nhào cú sụ phim, bà thò mẹ vi pà xà ná môn xài, bà พระเรียเมียนุบาลดวนสิดอนพระปัญญานุบาลชังจันตราพระมหาโกลสวรรณีพระครูรัตนะไสละเงียนโบสาริมพระครูโจเตมณีเงียนลำสกขีพระครูทอมปาลาวโจสกจายพระครูปุตสาราวมอนวิมีนพระครูสัววิสาลสตัยเจปัญญวันซองดอชนามក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិមន្តមកប្រទានធទេសនាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃសៅរ៍3កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយីគូដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង8ព្រឹកពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកប្រសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ពោធឆ្លងផ្លូវនិងស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតវេលាម៉ោង10ព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃ500អង្គគោចរបណ្ណបានបន្ទាប់មកវេផដ្ឋាហារប្រគិនចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់វេលាម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនិមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តបន្ទាប់មកអរតនីយាងសម្ដេចព្រះវណ្ណរតគតិបណ្ឌិតណយច្រឹកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទានធម៌ទេសនាវេលាម៉ោង6ល្ងាចពិធីពុទ្ធាភិសេកនិងអភិសេកបន្ទាប់មកនិមន្តព្រះធម្មកថាការចារចំនួន3ព្រះអង្គប្រទានធម៌ទេសនាក្រែ3សង្គាយនានិងអានត្រៃលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ4កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង8ព្រឹកពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះលោកជំទាវញឹកស៊ីមថោងខុននិងព្រះឃោសធំលុនសកុនធាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទូសមាជិកថេរសភាព្រះអគ្គាធិការរងពុទ្ធកសិក្សានិង
ជាព្រះអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិមន្តនិងអញ្ជើញជាអធិបតីវេដីប្រគេនព្រះសង្ឃប្រទៀនព្រះអវ៉ាន់បន្ទាប់មកនិមន្តព្រះសង្ឃ 500 អង្គគោចរបណ្ឌបាតនិងដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកដើមបុណ្យព្រះគ្រូធម្មកវីវង្សាចារ្យលាន់សុមនុព្រះចៅអធិការវត្តពៀមមេត្រីព្រមទាំង អាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមជាវដីពង្រីកវត្តជីកស្រះទឹកកសាងស្ថានីយទឹកស្អាតកសាងផ្លូវកសាងខ្លោងទ្វារវត្តជាច្រើនអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជុំវិញខេត្តកំពង់ធំពុទ្ធបរិស័ទជុំវិញខេត្តសៀមរាបពុទ្ធបរិស័ទនៅរាជធានីភ្នំពេញ ពុទ្ធបរិស័ទសន្សំបុណ្យក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពតពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តព្រះវិហារបញ្ជាក់សូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាវដីពង្រីកវត្តជីកស្រះនិងកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តពៀមមេត្រី មកចូលរួមឆ្លងបុណ្យឆ្លងសទ្ធាទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមកាន់អង្គក្នុង1អង្គ50ដុល្លារមានចំនួន500អង្គវត្តបន្ថែមជាវដីពង្រីកចំនួន5ហិកតាទៀតដោយគិតជាទទឹង1ម៉ែត្របណ្ដោយ100ម៉ែត្រតម្លៃ100ដុល្លារសម្រាប់ដើមផ្កាប្រាក់សាមគ្គីពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 081 61 62 64និង 097 60 65 606 606ជំរាបថានៅពេលរាត្រីមានសិល្បៈល្ខោនលេងកំសាន្តទល់ភ្លឺគ្រប់ទាំងពីររាត្រីផងដែរ